Tên của em, họ của anh, một bộ phim tình cảm Trung Quốc, phim về sự gặp mặt của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Trương Tuyết Nganh, phim kể về truyền tình Tây Ba giữa một cô gái được hiện giác mạc và hai em họ. Cả ba đều xuất phát từ tình cảm chân thành nhưng vì lý do hiểu lầm mà vô tình gây tổn thương cho nhau. Truyền phim tên của em họ của anh bắt đầu từ cái chết của La Đình, cô qua đời sau một vụ tai nạn và hiền giác mạc cho cô bé mồ côi, đang bị bệnh nặng là hàng liên tâm. La Đình là bạn gái của hàng Ngự thu, dù đau khổ nhưng anh vẫn ủng hộ tâm nguyện hiến tàng của bạn lúc còn sống nhờ có đôi mắt sáng mà hàng liên tâm phấn đấu học tập và du học mười năm sau cô trở về rồi vô tình quen biết với la duệ em trai của la đình mục đích sau khi du học trở về của liên tâm chính là tìm lại hàng ngữ thu người mà cô yêu thương sâu sắc một phần là đồng cảm với mất mát của bạn gái cũ là người hiến giác mạc cho cô chưa kịp ngỏ lời với hàng ngữ thu thì cô nàng đã vướng vào rắc rối với em trai của la đình là la duệ anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi theo đuổi một cách điên cuồng từ phim tên của em họ của anh cũng từ đây mà ra hàng ngữ thu thì không có cách nào đối diện với hàng liên tâm người đang sở hữu đôi mắt của bạn gái đã khuất anh cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm của bản thân nhìn chung tên của em họ của anh là bộ phim ngôn tình nhưng đầy bi thương của cả bốn nhân vật la đình hàng liên tâm hàng ngữ thu và la duệ tất cả đều có số phận không như ý muốn họ thua thiệt với mọi người về nhiều điều khi đến tình cảm đã đủ đong đầy thì biến cố lại ập đến khiến từng người phải chịu đựng sự mất mát đau thương đặc biệt cuối phim hàng liên tâm bị mắc bệnh azema hậu quả của làm việc dưới áp lực nặng nề lúc này hàng ngữ thu tìm đủ mọi cách để chữa trị cho cô ấy giống như một cách mà anh chạy chữa cho bạn gái cũ la đình năm xưa sự kiên trì và bảo vệ không ngừng nghỉ ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng phép màu trí nhớ của hàng liên tâm được hồi phục diễn viên chính trong phim trương tuyết nganh sinh ngày 18 tháng 6 năm 1997 là diễn viên trung quốc cô sinh ra ở thành phố nghĩa ô tỉnh chiết giang năm 2016 cô đổ thủ khoa của học viện hí kịch trung ương một trong những nơi đào tạo nhân tài nghệ thuật của Trung Quốc với số điểm rất cao. Vai diễn đầu tay của nữ diễn viên là vào năm 2003 trong bộ phim Vịnh Lạc Anh hùng nhi nữ, sau đó cô dành toàn thời gian cho việc làm mẫu ảnh và trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất đến năm 2009. Trương Tuyết Nganh mới đảm nhận vai Quách Tương trong bộ phim Võ Hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung và tên tuổi cũng từ đây mà nổi lên. Đến với một tác phẩm ngôn tình như tên của em họ của anh được xem là thử thách lớn đối với nữ diễn viên 24 tuổi này. Bởi trước đây cô hầu hết góp mặt vào các bộ phim cổ trang, ít có cơ hội đóng phim tình cảm hiện đại. Hãy cùng đón chờ sự hiện diện của Trương Tuyết Nganh trong tác phẩm tên của em họ của anh này nhé. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo